Sư cho con hỏi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có thật sự không? Vì con rất mơ hồ về Đại Thừa và Đức Phật A Di Đà. Khi niệm có phải được vãng sanh như các sư Đại Thừa đã truyền dạy? Thưa với quý vị đó, khi mà chúng ta tìm hiểu về Phật giáo phát triển á, chúng ta cần phải biết đó là một hệ thống gồm những cái khái niệm và trừu tượng nhằm mục đích đó là giúp cho cái người tham khảo, người học á, họ có thể nhìn được cái ý nghĩa bên dưới cái lớp chữ. Bên dưới cái lớp chữ nó có cái tầng ý nghĩa ở đằng sau nó. Cái quan trọng là cái phong cách của Phật giáo phát triển là không có nói thẳng một vấn đề mà sẽ đưa ra một vấn đề đó nó mang tính là trừu tượng, mang tính mơ hồ để cho chúng ta có thể phát triển cái trí tưởng tượng, cái trí suy tư để chúng ta hiểu và hoặc là đoán cái lớp ý nghĩa bên dưới cái mặt chữ. Đó là phong cách. Cho nên á, Phật giáo phát triển có rất nhiều những biểu tượng. Thứ nhất á, là để mà nhân cách hóa bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì các vị ở Phật giáo phát triển đã dựng lên hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Tức là đó là một biểu tượng, đó là một biểu tượng. Nó cũng giống như thời nay đó, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoặc là trái tim tượng trưng cho tình yêu, rồi bồ câu tượng trưng cho hòa bình, rồi cái vòng nguyệt quế thì tượng trưng cho thắng lợi và trí tuệ, đại loại là như vậy. Tức là đó là một cái hệ thống gồm những biểu tượng, rồi để tượng trưng cho cái trí tuệ mà sắc bén, có thể cắt đứt tất cả các phiền não, thì đã hình thành lên cái hình tượng là Bồ Tát Văn Thù đó, mang cái cưỡi trên cái con sư tử và cầm cái cây gươm, với ý nghĩa đó con sư tử là tượng trưng cho trí tuệ và cái gươm á, là cái sự sắc bén của trí tuệ có thể cắt đứt mọi thứ. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu mà chúng ta hiểu được như vậy á, thì bản thân Phật giáo phát triển những cái hệ thống giáo lý cũng rất nhiều cái hay để chúng ta có thể xem. Còn nếu như chúng ta xem những cái biểu tượng đó là một cái thực thể đó thì sư e là mình đi nhầm đường. Nó giống như á, tượng nữ thần tự do. Một tay thì ôm cái quyển sách, một tay cầm bó đuốc, thì tượng trưng cho cái sự tự do của kiến thức và trí tuệ, cho tầm nhìn, bó đuốc tượng trưng cho tầm nhìn, thì đó là một biểu tượng. Nhưng mà một hôm nào đó mà một người nào đó nói với mình là cái bà nữ thần tự do đó là có thật và tôi là đại diện, tôi là đầu cái nữ thần tự do đầu thai là tôi nè, thì chúng ta sẽ thấy nó rất là buồn cười. Cho nên là chúng ta phải hiểu thì chúng ta nghiên cứu nó sẽ dễ hơn. Và bản thân cái muốn hiểu về Đức Phật A Di Đà thì cũng tương tự như vậy thôi. Ở trong cái quyển là Tịnh Độ Cầm Tay của Hòa Thượng Nhất Hạnh á, có giải thích khá là rõ nguồn gốc của cái A Di Đà, và trong đó bao gồm một cái chuyện là một cái sự nhầm lẫn trong dịch thuật, tức là thay vì Amitabha Buddhassa Buddhanang thì các vị đó tha năng á, là cái số số nhiều, có nghĩa là cái vô lượng Phật, thì cái Phật á, cái chữ Phật á, là số nhiều, thì chúng ta hiểu là tất cả các vị Phật, vô lượng tất cả các vị Phật, thì cũng giống như cái bài Sambuddhe của Phật giáo Nam truyền. Nhưng mà khi á, chúng ta dịch từ Sanskrit á, mà chúng ta dịch qua tiếng Hán, mà chúng ta dịch nhầm từ cái số nhiều qua số ít á, là chúng ta thành là vị Phật tên là vô lượng. Từ đó đó, thay vì là con đảnh lễ là vô lượng chư Phật, thì thành ra chúng ta là con đảnh lễ một vị Phật tên là vô lượng. Thì đó là một sự nhầm lẫn ở trong dịch thuật, cho nên là chúng ta thông cảm. Đó. Rồi còn cái chuyện mà vãng sanh á,
Thì quý vị về sau này Phật giáo phát triển có sáng tác lên cái bộ Kinh Pháp Hoa. Quý vị đọc cái phẩm mà Hóa Thành Dụ á, thì quý vị sẽ hiểu là cái mục đích của các vị đại thừa. Sư tóm tắt thôi, đó là ở trong cái phẩm Hóa Thành Dụ đó đó, có nói là bây giờ mà kêu mọi người tu mà lên cái cõi tu để thành Phật á, thì nhiều người nói thôi bây giờ đường xa quá, nản quá, tu không nổi đâu. Thì các vị đó mới gọi là dụ về cái phương tiện, thì nói là thôi bây giờ mình tạo một cái chỗ này đi tạm để quý vị hướng tới, rồi tới hồi mà tới đó đó chúng ta phát triển tiếp nữa. Cho nên là đó cũng chỉ là một cái cách nói thôi nha, chứ còn mà sự thực mà có thì chúng ta nên hiểu đó là một cái ví dụ. Rồi thì trong cái vấn đề này thì không biết là hai vị đại đức có ý kiến gì hay không, hay là cho qua. Dạ không biết hai vị có ý kiến gì không? Không có ý kiến luôn. Cho qua đi, cho qua. Yeah.